cái nha, lại là Che đây. Nếu bạn là một tín đồ yêu thích về đồng hồ thì đố cả nhà chiếc đồng hồ nào được mệnh danh là chiếc đồng hồ quốc dân. Nếu bạn yêu thích những cái món đồng hồ linh linh lấp lánh và các bạn muốn nhân 2, nhân 3 độ đẹp trai đẹp gái của mình thì ngày hôm nay Che sẽ dẫn cả nhà đi đập hộp một chiếc đồng hồ rất là đẹp, rất là sang và cá tính, đáp ứng được những yếu tố hồi nãy giờ Che vừa nói với các bạn đó. Ok, bây giờ để không mất thời gian cả nhà nữa và mời cả nhà đi theo chân Che đi khám phá chiếc đồng hồ đó hiệu gì nha. Ok, let's go, come on. Và em siêu phẩm ngày hôm nay đó chính là đồng hồ Frank Mueller 41mm Black Full Diamond. Ok, và bây giờ chúng ta cùng nhau đập hộp. Bên trong chiếc hộp này nó sẽ có chứa chiếc đồng hồ gì nhá. Ok, bây giờ mình sẽ mở ra. Boom, đây rồi, đó. Bên trong nó sẽ có một cái tờ giấy chứng nhận đây là chiếc đồng hồ chính hãng nhá, không phải hàng fake. Ok cả nhà nha, rất là có giá trị luôn. Ok, mình sẽ bỏ ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ mở chiếc hộp ra. Chiếc hộp cực kỳ đẹp và sang trọng luôn. Bây giờ mình sẽ mở ra. Wow. Và đây, siêu phẩm Frank Mueller 41mm Vanguard Black Diamond đây cả nhà ơi. Wow, này, một chiếc đồng hồ rất có giá trị nha cả nhà ơi. Wow, đây, bây giờ Che sẽ review cho cả nhà xem chi tiết về em nó nha. Đó, đây, camera kê cận chiếc đồng hồ nhé. Đây, đây là dây da cá sấu đen nha cả nhà nha. Đó, rất là cứng cáp và rất là ôm tay nha cả nhà nha. Các bạn nam hay nữ đeo vô với kiểu dáng thùng rượu này nó rất là ôm tay luôn, lên tay bảo đảm rất là sang trọng khi chúng ta đi party hay đi event hay đi tiệc nha. Dắt luôn. Rồi, hợp kim của chiếc đồng hồ này đó là chất liệu thép không rỉ, chống nước và mặt kính sapphire, chống chảy xước và chống bụi, chống nước luôn đó. Và đặc biệt hơn nữa cả nhà, như đây, đây là toàn bộ xung quanh chiếc đồng hồ này cả nhà thấy không đó, được kim cương phun từ cái viền bên đây cho đến bên trong mặt đồng hồ luôn, rất là nhiều viên kim cương nha cả nhà nha. Rồi đây nè, đây để chính thật đó là có bao nhiêu viên kim cương thì Che sẽ mở này ra, sẽ review cho cả nhà nha xem nha. Đây, giấy chứng thư kiểm định kim cương GIV. Đó, sẽ mở ra xem thử là trong cái chiếc đồng hồ này có bao nhiêu viên kim cương nha. Đây, đó, đây là cái viện kiểm định kim cương đá quý luôn, GIV. Họ kiểm định đó là số chứng thư của chiếc đồng hồ này là A09920. Hình dạng và kiểu cắt tròn kiểu mới tia mặt trời. Kích thước hạt là cái này mình không biết. Đó, trọng lượng của kim cương của tính bằng gam của chiếc đồng hồ này là 108.810. Tổng cộng là 458 viên kim cương tấm nha cả nhà. Độ tinh khiết là VSSI1, cấp màu EFC, độ chế tác là tốt. Đó, được đính full trong chiếc đồng hồ Frank Mueller này nhé cả nhà nha. Wow, đó, rất là giá trị luôn. Đây, nó có hình đồng hồ bên góc này nè cả nhà. Đó, đây, cái hình đồng hồ đây. Khi mình đi kiểm định kim cương thì mình sẽ được bên cái viện GAV này kiểm định và chụp lại hình để mà lưu vào đây và có dấu đóng mộc luôn. Đó, đá quý vàng và trang sức Việt đó. Kiểm định giấy nó rất là có giá trị luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ vào đây. Đó, đấy,
Rồi, đây, trong tim của cái đồng hồ này, bộ máy của nó đó là máy automatic nha cả nhà. Rất là tiện luôn. Cả nhà sẽ không bao giờ cần phải mở cái máy này ra để thay pin, mà chỉ cần là chúng ta đeo vào, chỉ cần cái hoạt động di chuyển của chúng ta ở ngoài thôi là nó sẽ giúp cho chiếc đồng hồ này nó vận động, vận hành và sạc pin. Không cần phải thay pin như những cái đồng hồ thay pin khác. Nó rất là bền và xài vĩnh viễn thoải mái luôn. Không cần phải tốn công thời gian chúng ta đi thay pin. Ok, rồi sẽ đặt vào đây nha. Đây, mình cái giấy này là giấy bảo hành. Thì hiện tại mình mua chiếc đồng hồ Frenmuller Black Full Diamond này ở Cường Luxury nha. Đây, cái địa chỉ Cường Luxury mình sẽ để bên hình ở bên trái này. Một trung tâm bán đồng hồ chính hãng rất là cao cấp và rất là uy tín. Và nếu các bạn nhà muốn được mua được những sản phẩm đồng hồ mà nó hàng chính hãng và chất lượng uy tín như thế thì có thể liên hệ cái bé Giao ở trên bên tay phải của chai nha, để cho em nó sẽ hỗ trợ cho cả nhà về cái vấn đề mua đồng hồ và coi như cũng như là bảo hành giống như chai. Đây, chai mua chiếc đồng hồ này thì là tên của mình đây, mình tên Phát đó. Thì đồng hồ Frenmuller Vanga, đây là tờ giấy bảo hành nha của Cường Luxury đây. Thì mình mua với giá là 138 triệu, mình sẽ được bảo hành ở đó là 2 năm, mình mua ngày 29 tháng 8. Thì mình tính là mình mua ở ngoài Hà Nội, nhưng mà do là camera man của mình bị vấn đề về sức khỏe nên mình không ra được ra ngoài Hà Nội được để mình mua. Thì mình sẽ đã nhờ bên Cường Luxury em Giao chuyển chiếc đồng hồ này vào trong Nam cho mình. Thì cái phí vận chuyển đó là thêm 2 triệu nữa. Thì tổng cộng là mình mua chiếc đồng hồ này với giá 140 triệu nha. Rất là có giá trị luôn, rất là tuyệt vời. Đây, để mình đeo em nói trên tay, nãy giờ nói nhiều quá, phải đeo nó trên tay cho cả nhà xem nha. Nó rất là sang trọng luôn. Đó, rất là ôm tay nha cả nhà nha. Đó, nhét vô đây. Đây, tan tan. Đó, ok, để mình đứng dậy. Sao cả nhà, tuyệt vời mà. Oh, wow, quá đẹp, không thể đẹp hơn nữa cả nhà. Ở đây nó còn có cái báo ngày luôn nè cả nhà. Đó, mặt đồng hồ với lại kim là tự động luôn nha cả nhà. Đó, có cái chữ Frenmuller, bên trong là full kim cương luôn. Bây giờ, wow, quá tuyệt vời luôn cả nhà. Mỏ rất là buổi tối mà đi ra những buổi tiệc event thì sẽ rất là lấp lánh và linh linh luôn. Ok, bây giờ đây sẽ ra ngoài kia là một vài tấm hình và video cùng chung kỷ niệm với chiếc đồng hồ Frenmuller này nhé. Cả nhà đã xem video review chiếc đồng hồ Frenmuller 41mm Vanga Black Full Diamond của chai ngày hôm nay nha. Nếu các bạn thấy video này hay và hấp dẫn thì hãy like, share, comment ở bên dưới nếu các bạn còn thắc mắc thì nha. Chúc cả nhà trong tương lai sẽ kiếm được nhiều tiền và thành công để cả nhà được tậu được những món đồ yêu thích giống như là ngày hôm nay chai tậu chiếc đồng hồ ước mơ của mình nha. Và bây giờ là Jay sẽ kết thúc video tại đây và hẹn gặp cả nhà trong video review những cái hay ho hấp dẫn trong video tiếp theo nữa. Ok, và hẹn gặp cả nhà.